thương xót nhau chút nào. Thố tử hồ vi, con thỏ chết, con chồn còn đau đớn, khóc thương. Huống chi chúng ta là những con người học đạo cùng thầy, cùng đạo từ bi của Đức Phật, thế sao chúng ta không từ bi chút nào cả? Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy cùng khác giống nhưng chung một dàn. Này quý thầy, quý thầy không cùng một cha mẹ, một cha một mẹ sinh ra, mà quý thầy sống chung với mái chùa, học chung cùng một đạo đức, cớ sao quý thầy lại không thương mà nở tâm đem chuyện xấu biêu nhau cho người khác cười chê? Xấu lá, xấu nem, xấu anh, xấu em, vô tình mà quý thầy đã hại lẫn nhau, làm tai tiếng khắp cùng. Rồi mọi người, người ta tự hỏi, tại sao những người tu sĩ Phật giáo lại đấu tranh nhau, lại bêu xấu nhau? Họ phân ra nhiều giáo phái, họ phân ra nhiều tư tưởng, họ phân ra nhiều pháp môn, để rồi họ bài xích nhau, họ chống đối nhau chẳng tiếc lời. Họ luôn luôn chà đạp lên nhau, dài xéo lên nhau. Họ bất đồng ý kiến, chỉ họ cho rằng chỉ có ta biết được điều này, còn ngươi thì không biết. Điều ta nói là đúng, điều ngươi nói là sai. Pháp môn ta tu hành là đúng, pháp môn ngươi tu hành là sai. Điều ta hiểu là chân chánh, điều ngươi hiểu là không chân chánh. Pháp môn này tu trước, ngươi lại tu sau. Pháp môn này tu sau, ngươi lại tu trước. Sai lầm, rối loạn, đảo lộn tất cả, không có pháp, không có phép tắc. Điều ta làm không tốt, điều ngươi làm không tốt đẹp. Điều ta làm tốt đẹp, điều ngươi làm không tốt đẹp. Những điều tự suy luận trên đây là kiến chấp. Đó là những cái mà lý luận ở trên mà thầy đã nêu ra, đó là những cái kiến chấp của mình. Mình chấp cái kiến của mình chấp cái sự hiểu biết của mình. Mà có kiến chấp tức là có ngã chấp, nghĩa là có cái sự mà chấp ý kiến của mình như vậy, cái hiểu biết mình như vậy, tức là mình bị cái ngã chấp. Mà đã có ngã chấp thì phải có hơn thua, tị hiềm. Đó, chúng ta thấy từ cái chỗ ngã của chúng ta mà chúng ta biết được cái gốc nó, thì chúng ta hãy cố gắng mà tu định vô lậu để diệt ngã, xả tâm của chúng ta, để chúng ta được giải thoát mà không còn hơn thua nhau nữa. Có hơn thua, tị ganh tị thì phải có nói qua, nói lại, nói tốt, nói xấu. Đó cũng chỉ vì danh khen chê của mọi người mà anh em cùng một nhà sâu xé nhau. Từ đó tăng đoàn bị phân hóa, thiếu đoàn kết. Anh em cùng một thầy, một tôn giáo mà chia sẻ nhau. Đó bằng chứng như chúng ta thấy bây giờ tôn giáo của chúng ta thiệt là tan nát, không còn một chút nào hết. Cùng trong một cái Phật giáo mà kẻ thì đứng pháp môn này, người thì đứng pháp môn kia, rồi chỉ trích bài xích nhau. Thầy thấy mọi pháp môn của Phật dạy, không có pháp môn nào mà xấu hết. Người tu đại thừa cũng tốt, mà người tu tiểu thừa cũng tốt, người tu thiền đông độ cũng quý, người tu tịnh độ cũng quý, người tụng niệm cầu cúng cầu an cầu siêu cũng tốt. Tại sao vậy? Tại vì mọi cái đều là an ủi cho những người đau khổ, cho đời và chính cho mình nữa. Cho nên tất cả những cái này đâu có mà bài bác làm gì, vì mỗi góc độ, mỗi phước duyên của con người đều đứng trong góc độ đó mà thực hiện những cái điều tốt cho Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có đủ duyên dùng tu tập đúng giới luật, có đủ thiền định làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, thì đó là cái phước duyên của chúng ta ở góc độ sâu hơn, cao hơn một chút. Chứ chúng ta có hơn gì họ, vì chúng ta cũng là mọi con người. Họ chưa đủ duyên, chưa gặp được những bậc minh sư thiền đức, cho nên họ tu còn ở hoài. Cho nên vì vậy mà họ vẫn làm được những điều lợi ích cho xã hội. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng vì cái tâm danh lợi của họ còn, cho nên họ vẫn còn phải ham thích xe xua, sắm xe này, nhà kia, chùa lớn, tháp to. Nhưng họ cũng giảm bớt biết bao nhiêu cái sự ham muốn của họ, và họ cũng giảm bớt biết bao nhiêu sự ác của họ. Họ cũng nghĩ